chủ nghĩa vô thần của đảng cộng sản trung quốc và sự chuyên chế dựa trên nỗi sợ hãi đánh giá từ thực tiễn chiến dịch đàn áp đức tin của đảng cộng sản trung quốc phản tác dụng ngọn hải đăng soi sáng cho sự phát triển đạo đức của nhân loại là ai kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong bản tin ngày hôm nay của dbc Cặng hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm nay, DBC muốn gửi tới quý vị khán thính giả một góc nhìn khác về Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tà giáo chính trị đúng nghĩa, tôn thờ chủ nghĩa vô thần, một trong những tài họa của người dân thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Quý vị thân mến, bóng ma Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một thế lực chống đối tất cả, dẫn tới vô vàn bi kịch và tai ương cho người Trung Quốc nói riêng và người dân thế giới nói chung. Nó đã đưa nền văn minh đến bầu hủy diệt và thực sự là một thế lực phản vũ trụ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này thông qua Diễn đàn Tình Anh, một chương trình bình luận hoa ngữ trên NTD. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự chuyên chế dựa trên nỗi sợ hãi Thưa quý vị, trên diễn đàn Tinh Anh, bà Quách Quân, Tổng biên tập ấn bản Hồng Kông của dĩ Voughtime lưu ý rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc kiềm chế người dân bằng sự chuyên chế dựa trên nỗi sợ hãi có liên quan đến hệ tư tưởng vô thần và các chính sách tôn giáo cực đoan của đảng này. Bà nói, tôi có một người bạn Trung Quốc là nhà tâm lý học và là giáo sư đại học anh ấy nói với tôi rằng điều tồi tệ nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm là diệt trừ tôn giáo và một lượng đáng kể tù nhân bị giam trong các nhà tù trong những năm 1960 và 1970 là những người có đức tin bên trong người dân, bao gồm các linh mục, mục sư và tín đồ của Thiên Chúa giáo và Cơ đốc giáo. Ví dụ, linh mục Công giáo cung phẩm Mai ở Thượng Hải đã bị cầm tù cho đến những năm 1980 và ban Thiền Lạt Ma thứ 10 của Tây Tạng đã bị giam cầm 10 năm và thậm chí còn hơn thế nữa trong trường hợp của đạo giáo. Chính sách căn bản là loại bỏ tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến sự suy thoái đạo đức nói chung trong xã hội nước này. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một giáo phái có mục đích kiểm soát không chỉ hành vi của người dân mà quan trọng hơn là tâm trí của họ. Đảng Cộng sản cai trị bằng sự chuyên chế dựa trên nỗi sợ hãi và sau hàng chục năm huấn luyện, nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tận xương tủy của người dân đến nỗi một khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khủng bố thì họ sẽ quy phục, bà Quách nói. Mặt khác, niềm tin vào thần có tác động tích cực đến nhân tâm và giúp duy trì các chuẩn mực đạo đức. Tin vào thần, người ta sẽ tránh xa cái ác và làm việc tốt để sau khi qua đời có thể đến được một thế giới tốt đẹp. Tín ngưỡng giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi đối với cái chết. Vì vậy, theo bà Quách, chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật của Đảng Cộng sản ngày nay không giải quyết được nỗi sợ đối với cái chết của con người và cổ vũ những tội ác không có danh giới đạo đức. Ví dụ, vì sợ chết, một số người sẵn sàng thu hoạch nội tạng của những người còn sống để kéo dài tính mạng của họ. Báo Quách nói tiếp, kể từ khi được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho vô số người dân Trung Quốc và đã giúp rất nhiều người dân nước này sống theo những quy tắc đạo đức bất biến, vốn là việc rất có lợi cho xã hội Trung Quốc nhưng điều này là không thể chấp nhận được đối với đảng cộng sản Trung Quốc vì nếu người dân Trung Quốc có thể thoát khỏi khủng bố thì toàn bộ sự cai trị của đảng cộng sản Trung Quốc sẽ không còn tồn tại nữa. Báo quách tin rằng đảng cộng sản Trung Quốc cho rằng sức mạnh tinh thần của đức tin làm suy yếu sự kiểm soát của đảng đối với người dân vì vậy đảng cộng sản Trung Quốc đã không từ thủ đoạn nào để đàn áp pháp luân công. Nhà nghiên cứu, chiến dịch đàn áp đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản tác dụng. Thưa quý vị, Sarah Cook là nhà phân tích lâu năm về Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến vào ngày 24 tháng 5 rằng, cho đến nay, điều nổi bật trong nhiều mặt là sự vô ích của nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đàn áp những người có tín ngưỡng và tôn giáo. Theo bà, chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm mục đích đàn áp đức tin đã không thể đáp ứng mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà thay vào đó, nó đã phản tác dụng khi biến một nhóm lớn dân thường Trung Quốc trở thành các nhà hoạt động tại cơ sở. Bà nói rằng, chiến dịch chống lại pháp luân công về nhiều mặt là một thất bại của bộ máy đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Bà cho biết, khi cuộc đàn áp ngày càng gia tăng, hàng chục triệu học viên pháp luân công, những người vốn chỉ muốn sống cuộc sống của mình, đã trở thành những người thỉnh nguyện và sau đó là những nhà hoạt động cung cấp thông tin tại địa phương. Cho dù họ là những người trẻ am hiểu công nghệ hay các bậc ông bà cần học cách sử dụng máy tính để vượt tường lửa và in thứ gì đó ra cho hàng xóm xem. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng và củng cố vạn lý tường lửa, các học viên đã tạo ra phần mềm vượt tường lửa và chia sẻ công nghệ này với người dân Trung Quốc, từ đó giúp mọi người có thể truy cập thông tin một cách tự do. Họ sử dụng những chiếc điện thoại ẩn danh rẻ tiền để bảo vệ danh tính của mình họ cũng di chuyển khắp nơi để khiến việc theo dõi vị trí của họ trở nên khó khăn hơn. Khi chính quyền dàn dựng vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 và đổ tiếng xấu cho các học viên Pháp Luân Công, các học viên đã không ngừng phát đi các đĩa DVD chỉ ra những điểm đáng nghi ngờ của các cảnh quay mà các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố. Bà Cúc lưu ý trên China Descent Monitor, một dự án của tổ chức phi lợi nhuận Freedom House, ghi lại các hoạt động bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Pháp Luân Công là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó là những vụ việc liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và thành viên của các nhóm tôn giáo hoạt động ngầm. Bà Cúc nói, những nỗ lực nhằm thay đổi đức tin thực sự của người dân, ngay cả với tất cả sự tàn bạo này, thậm chí với hàng tỷ đô la, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thể làm được điều đó. Trong nỗ lực đàn áp những người bất đồng chính kiến, chính quyền Trung Quốc đã mở rộng chiến dịch ra nước ngoài. Những người được cho là các đặc vụ Trung Quốc đã đột nhập vào nhà các học viên và quấy rối họ bằng nhiều cuộc điện thoại đe dọa. Cảnh sát ở Trung Quốc thì bắt giữ người nhà đang sống trong nước của các học viên. Sau khi tham dự một buổi biểu diễn tại Trung tâm Kennedy, ông Larry Liu, phó giám đốc trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, đi ra ô tô và phát hiện chiếc xe của mình đã bị đột nhập và chiếc máy tính sách tay trong cốp xe đã bị đánh cắp. Ông nói tại buổi hội thảo trực tuyến rằng đó là một khu phố khá an toàn. Ông nói thêm, chiếc xe của ông là một chiếc Toyota Corolla rất cũ, một trong những chiếc xe rẻ tiền nhất. Điều khiến chiếc xe trở nên đặc biệt là một bông hoa sen với dòng chữ chân thiện nhẫn treo trên gương chiếu hậu của xe. Những chiến binh hòa bình. Thưa quý vị, những chiến thuật như vậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn được gọi là chiến thuật đàn áp xuyên quốc gia đã nhận phải phản ứng dữ dội ngày càng tăng trên phạm vi quốc tế khi các nước tìm cách chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tại Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đã đưa ra dự luật nhằm hình sự hóa những hành vi như vậy, đồng thời đã tổ chức các phiên điều trần nhằm nêu bật hành vi bạo lực của các tác nhân Trung Quốc. Một số tiểu bang của Mỹ gồm Texas, Utah và Idaho gần đây đã thông qua luật chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các tiểu bang này muốn đảm bảo rằng người dân không vô tình đồng lõa hành vi tàn bạo của chế độ Bắc Kinh. Quốc hội Mỹ cũng đang nỗ lực nhằm giải quyết nặng cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một dự luật mang tính bước ngoặt đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào tháng 3 năm 2023 nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những cá nhân liên quan đến nặng cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Dự luật này vẫn đang chờ một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện. Trong lần xuất hiện gần đây tại Đại học Harvard, bài phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tạ Phong đã nhiều lần bị gián đoạn khi những người biểu tình đại diện cho Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông tố cáo chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp cộng đồng của họ. Trong khi đó, phong trào bất tuân dân sự đã phát triển trong cộng đồng người Trung Quốc. Trong một cuộc meeting gần đây kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 của các học viên Pháp Luân Công, những người tổ chức đã lưu ý rằng gần 430 triệu người Trung Quốc đã chọn cách cắt đứt quan hệ với các tổ chức trực thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ từng gia nhập, tức là thoái xuất khỏi các tổ chức đội, đoàn, đảng. Bà Cecilia Crowley, một diễn giả hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, đã gọi những người này là những chiến binh hòa bình. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp khi lãnh đạo đảng đương thời là Giang Trạch Dân lập luận cho việc sử dụng thuyết vô thần để đánh bại niềm tin vào thần Phật. Kể từ đó trở đi, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã dấn thân vào một hành trình đầy gian khổ để phản đối của bức hại vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Ngọn hải đang soi sáng cho sự phát triển của đạo đức nhân loại Thưa quý vị, ông Trương Pháp, một nhà văn người Trung Quốc sống ở Anh, nói trên diễn đàn tinh anh rằng: "Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công là khi tôi xem một chương trình truyền hình về môn tu luyện này ở Luân Đôn và đó là lúc tôi cảm nhận được từ vĩ đại." Chương trình truyền hình mà ông Trương xem là một chương trình ghi lại cảnh tượng lịch sử vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công tự phát tề tự tại văn phòng kháng nghị gần trung nam hải ở bắc kinh, kêu gọi chính quyền trả tự do cho một số học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở thành phố thiên tân gần bắc kinh. Tôi thấy cả chục ngàn người đứng đó hết sức trật tự. Sau đó họ thậm chí còn nhặt rác trên mặt đất và để lại đường sạch sẽ, rồi giải tán một cách ôn hòa. Lúc đó tôi rất cảm động. ông trương nói. ý muốn nói rằng ông cảm động trước sự chân thành và lòng tốt đầy ấn tượng của cộng đồng tín ngưỡng này một điều hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Ông nói tiếp: "Về sau, vài năm trôi qua, chúng tôi đã chứng kiến sự phổ biến đáng kinh ngạc và sự phát triển tuyệt vời của pháp luân công trên toàn thế giới. Khi tôi gặp các học viên pháp luân công, dù là ở Vương quốc Anh, Úc hay Đài Loan, vân vân, và khi tiếp xúc với họ, tôi luôn nảy sinh cảm giác tin tưởng họ một cách tự nhiên." Kể từ tháng 7 năm 1999, sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, hàng triệu các học viên Pháp Luân Công tại nước này đã phải đối mặt với việc bị cầm tù, bị tra tấn, bị sa thải, bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong khi đó, 25 năm tiếp theo, Pháp Luân Công với các nguyên lý chân thiện nhẫn đã nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài Trung Quốc với học viên sống giải rác ở hơn 130 quốc gia. Ông Trương cho biết, sức ảnh hưởng là sâu rộng đến mức Pháp Luân Công không còn chỉ là một nhóm dân tộc đơn lẻ mà đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Ông đồng thời cho biết thêm, hiện tượng này thường khiến tôi suy ngẫm rằng Pháp Luân Công có sự trợ giúp của thần, và nếu không có sự giúp đỡ của thần thì môn tu luyện này không thể phát triển đến quy mô như hiện nay. Tôi phải nói rằng, đây không phải là một hiện tượng đơn giản, đó là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển của nhân loại. Thưa quý vị, thảo luận sâu hơn về việc các nguyên lý của pháp luân công đã có tác động như thế nào đến Trung Quốc và thế giới, ông Trương lưu ý rằng trong những nỗ lực ôn hòa nhằm ngăn chặn của bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên pháp luân công đã thể hiện sự tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng của họ. Dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc người dân Trung Quốc im lặng, không dám phản kháng, không dám nói ra sự thật và không dám đối mặt với sự thật là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng các học viên Pháp Luân Công đối diện với những cỗ máy tà ác và bạo lực bằng một tâm trí mạnh mẽ, đón nhận thế giới bằng trái tim ấm áp và thiện lương. Theo ông Trương, các nguyên lý đạo đức của Pháp Luân Công là vô cùng có ý nghĩa đối với người dân Trung Quốc và tất cả các dân tộc đang tìm kiếm một tương lai tươi sáng. Trần Thiện Nhẫn là ngọn hải đang soi sáng cho tương lai phát triển đạo đức của nhân loại thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của dbc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo